Đấy kìa, ôi thằng nào quét đợi, thằng nào quét đợi. Ở trên đồi con gái á. Kìa nó kìa Ba Ca ơi. Thằng Ba Ca nó chạy vô hồng địch không hả? Nằm xuống. Lộ kiểu đông người chơi. Ê, kiểu đông người mà chơi bắt chạy ghê. Nằm yên, nó không thấy được, thực tao nó không thấy. Thì đừng chết em mày vô chết, nằm yên mày đẩy người vậy á. Ê, nó nghe là hello, xin chào tất cả mọi người và mình là Heavy Free Fire đây. Hi, xin chào cả nhà. Mình là Phú Đại TV. Mình là Kim Chon đây. Mình là Ba Ca đây. Ok, thì hôm nay tụi mình sẽ thực hiện thử thách ganh nhưng thực hiện lại cái gì? Top 1 không kill. Cho muốn thằng đi bắn giải đi bắn top 1 không kill. Không mà anh em mình tập lại lịch sử rồi. Cái lịch sử đó thấy không muốn lặp lại nữa. Đâu cái đó phải nó làm được mày. Khó lắm mới được. Ê, nhảy chỗ nào máu nhiều nhờ. Ai bây giờ bây giờ nè, mỗi thằng bây giờ chia ra đi, hai thằng nhảy một chỗ. Thôi đi 4 đi. Okay. Cả ba nè. Thôi, cả ba máu ít lắm. Bên đây máu nhiều nè. Ừ, nhảy đâu nhiều máu. Lẹ 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 gặp 4 thằng nó cho đi 4 ra 8. Nhảy làm sao chạy được đó nha, nhảy đứng lại bắn nó luôn đi nha. Chạy nha anh em, không phải bắn nha anh em. Hình như không có mang chim. À có chim. Tao có chim. Có Ba Ca là có chim, yên tâm. Chim Ba Ca là to lắm. Đưa con đem Né nó. Chơi chiến thuật VN. Bỏ đi. Né nó. Quên. Né nó, đừng có như thường ngày chơi nó. Chết lọ. Nhịn nó xíu em, bỏ đi em, Nhịn không nhục đâu anh em, nhịn đi. Chết lọ. Lá sâu được không chạy được. Là bắn đi. Chạy đi, ráng chạy. Bắn chạy. Chạy đi, rồi xong cứu rồi. Ráng chạy. Yên tâm, tao chạy được. Tao có xe, tao chạy được. Tao chạy tới Pháp rồi. Lú cái đầu thì. Tao bắn tao lú cái đầu luôn mày. Được rồi thôi. Máu quan trọng đến xế sao? Quan trọng chứ mày. Anh em ơi, chắc tôi lút cây súng nha anh em, nhưng mà tôi không bắn. Cầm cho nó sợ, vẫn phải bắn cho nó sợ. Đúng rồi. Đó. Lụm cho nó sợ thôi. Mình núp nó trong bồ luôn. Bồ nó không cứu sao em. Thì anh mà. Hỏi ngộ ghê. Ê, nó gạt tới tao rồi. Thôi xong rồi. Chạy đi Ba Ca. Nó chưa biết là tao đang cầm Victor á, tao hốt máu nó giờ. Tao lấy xe rước mày nè Ba Ca. Rồi mày khỏi qua đây nè, tao đang chạy rồi, mày qua đây chùm luôn á. Nó tới nhà gỗ sau lưng tao rồi. Ba Ca, tao này Ba Ca ơi, Ba Ca, tao này, thấy không? Thấy. Lẹ. Không có trái keo là má nhìn không ra rồi ba ơi. Nó, nè mày bắn anh em tao đi. Không có trái keo là chết tao rồi. Mày bắn anh em tao đi. Lâu tiếc. Tao không chạy được. Nó gần bảnh á. Ủa sao bỏ xe đây vậy? Bỏ đi mày, đi lại coi cho bánh chạy mày. Thà mày chụp xe lại cứu nó đi. Xe lại chạy chết đó. Anh ơi em núp đường mà không biết em đây. Anh tao cũng núp được, tao đem con gì? Con gì lên máu nè. Ca. Tao cũng núp được. Ca lên máu. Ba Ca, thấy tao Ba Ca. Chạy mày, lấy xe chạy đi. Đừng có ép người quá đáng nha, đừng ép người quá đáng nha. Ủa mình lâu lắm rồi nha. Ép người quá đáng là không có nhịn đâu nha. Không đủ rồi. Cho nó chạy đi. Kéo Phú. Con lấy mẹ chạy. Cho nó John kiếm cái tròi ngồi John ơi. Đi đây. Chắc ép người quá đáng luôn thiệt. Hay là bắn giả nhờ mấy này. Không, nhịn đi anh, nhịn không dùng đâu anh ơi, nhịn đi. Ba Ca chạy lẹ Ba Ca ơi, kiếm mày kìa Ba Ca. Tao không có Kelly mày ơi. Trời ơi trời, thằng Ba Ca nó đem con A94. A94. A94 không nói. Gì A94? A124. Ờ anh 124 phải. L94. Lú vậy. Đây là một thử thách rất là khó đối với một mình, thật sự rất là khó luôn. Lâu lâu thì một năm chỉ xảy ra một lần thôi. Rồi anh em hôm nay tụi tôi gắng thực hiện thử thách này thôi. Không hiểu là sao mấy ngày nay mình cố gắng tập luyện để đi bắn không kêu. Trên em thì không kêu à. Cố gắng thôi chứ còn tấp mấy thì không biết được. Lên nhà gỗ xin đồ để ngồi đi cho nó team bo thu đi tiếp. Ê hay tao mày lên xe kia nằm mày. Lên xe cánh đồng nằm hết cho mày. Rồi lên xe cánh đồng á, xe cho nằm hết xe nằm. Hôm bữa tao bắn tao núp ở đó gần top 1 á mày. Tôi thích là không vào bo. Ui máu dưới kìa. Úi trời ơi, nãy tưởng nó lút rồi. Ở đây bạn ơi. Tao cũng chưa có ba lô nữa mày ơi. Hôm nay bọn tôi gán thực hiện thôi, anh em không được thì thôi chứ gán chịu kìa. Ở trên đây có má a. Đâu rồi, tao được mấy xu ta? Ừ, 2 xu đủ mua cái ba lô. Ủa, 2 xu mua ba lô luôn. Ê có người. Chạy vô coi, chạy vô coi. Tao qua đâu tiếp bắn, Xe đó Ba Ca. Chạy Ba Ca. Ê. Thôi xong. Chiếc xe của bắp quá mẹ à. Sao Ba Ca chạy xe ngu rồi lại tự ái. Sợ quá mày, Bảnh ơi. Ngồi yên đi Ba Ca, nó không thấy mày đâu Ba Ca. Ngồi yên đi Ba Ca. Thằng Ba Ca nó đang nín thở trong này. Nín thở luôn. Ngồi yên Ba Ca, Đừng vô đây nha, đừng vô đây rút đồ nha Ba ơi. Để đó Ba Ca, mày cứ ngồi đây Ba Ca. Hi, chào cả nhà. Ai Ba Ca đâu thấy đâu Ba Ca. Chương trình truyền hình hướng dẫn lúc chuyên nghiệp. Bước 1, chạy một vòng quanh nhà, nó bắn kệ nó. Trời ơi, chị nét chạy Ba Ca. Không! Bước 2, chạy vào nhà, ngồi ngay vị trí cũ. Bye bye mọi người. Quá chúc chắc. Hay là anh em mình chạy vào cánh đồng của nhà xí nhở? Không, mày phải lên cái xe. Đúng rồi, chung lên cái xe. Alo, đây là Mr. Quang Tèo. Đây hỏi chỗ đồ của gì vậy? Rồi xong. Trời đất ơi. Bắn té xuống thì bắn. Tao nghe đừng cho đồ, luôn. Cầm súng mà mình không dám bắn luôn đó. Cây và tao cũng cầm súng nè, nó chạy trống nè luôn. Ê, nó nghe. Bỏ đi em, kệ, bỏ đi em cho Ba Ca lo em, bỏ đi em. Để con vô, bỏ đi bánh cho nó cứu bộ đi bánh. Đơm được cứu rồi. Ờ, nó cứu rồi. Hay quá anh ơi, tỉnh quá anh ơi. Vô bo đi Ba Ca, xong á. Không, xong tại con này đâu có xài được gì đâu. Đừng sống được. Không có máu mày ơi. Phải con bếp bơm máu hồi nấm á là đầu tiên mày bo được á Chon. Trời đất ơi. Vẫn còn bắn vào. Mẹ Ba Ca ơi, lao bỏ Ba Ca ơi. Bây giờ anh ơi bắn ở trên đó Bảnh ơi. Bảnh chạy đến chết Bảnh ơi. Ôi ôi ôi. Chạy nó chọi ngồi Ba Ca. Thôi để tao đi kiếm chỗ khác kiếm máu tiếp. Đi kiếm nấm kìa. Ở chỗ này có 2 ba cây nấm này. Yeah, tắt top 1 rồi Ba Ca ơi. Đây. Thắt lại nấm nè, nấm. Thấy rồi, nhảy xuống xe không được. Còn nấm trước mặt nữa nha. Còn 2 cái nữa. Có máu không ta? Em qua đây chơi với anh nè. À, anh ơi. Từ. Nấm nè, bật cái kia hồi máu đi. Keo đâu? Còn keo đâu? À không sao mà được. Chưa. Ê có máu. Xuống đây lụm máu. Rồi sao mà chạy? Nó đâu dám vượt qua đâu. Để xem. Kiểu như trước mặt có tô cơm không được. Thấy Bảnh em nhảy lên cái xe luôn cho nằm Bảnh. Anh ơi, đừng anh ơi. Mày nhảy lên xe mày nằm á là người ta không thấy. Nhưng mà bây giờ kiếm chỗ nằm, hồi nãy bắn nhau mà. Mày nhảy lên cái xe cu Chon này nằm, đúng rồi, đi nè. Ôi thằng nào quét ơi. Ở trên đồi con gái á. Cái game nó kêu Ba Ca ơi. Thằng Ba Ca nó chạy vô Hồng Định không à? Nằm xuống. Lộn kiểu đông người chơi. Ê, kiểu đông người mà chơi bắt chạy ghê. Nằm yên, nó không thấy được, tin tao nó không thấy. Mày đừng nhích nha, mày nhích nằm yên. mày đẩy người vậy á. Ê nó nghe là anh ơi, anh làm gì vậy? Ê bóng lụ. Ê làm gì đừng gọi tao nha. Tự cái mày đâu, hai mày nằm yên nằm yên nằm yên. Gục ở kia, gục ở kia, cống vô. Cống vô, cống vô đúng rồi. Không lấy Ba Ca mày ơi. Lúc đầu ấu hài mà bảnh ơi, nó qua em kìa bảnh ơi. Tụi em nó cứ bắn em kìa. Mày quay đầu lại, quay đầu lại bên kia, quay đầu lại bên kia, đừng cầm súng ra. Bỏ dao luôn, bỏ dao luôn. Bỏ dao. Mày không tới tao, mày không tới tao. Ê Phú tao chọi dao đạn vô tăng chiếc bất kêu Phú. Mày bỏ dao mày, mày cầm tay không ấy. Nó công bảnh rồi kìa. Không không, nó công thằng kia. Em bên này em cũng chui trong kia mà. Không, nó công mày mà. Nó công thằng kia, nó công kia, nó công kia, chưa hàng bảnh, chưa hàng bảnh. À, tụi em rồi ơi. Nằm yên em, nằm yên em, chưa thấy em, chưa thấy nằm yên, nằm yên. Tao thấy đâu, nó thấy đâu, nó thấy đâu, mình nằm yên đi. Cứ làm xét đi. Mày bỏ hai cây súng ra xem. Này, nó công thằng khác thấy không? Nó công thằng sau nhà gỗ, nó công thằng sau nhà gỗ, nó phải công em. Nằm yên bánh ơi, nằm yên bánh ơi. Mày bò hơi mày đẩy người cho bánh. Trời đất ơi. Ê, tao quên, tao vô tao lụm đây, tao cho trong đây còn máu người ta. Mày vô kia, vô kia. Trời ơi, phải cái bo ra đây đẹp quá rồi. Em leo cái nhà vệ sinh ngồi đi bánh, đợi bo vô em hãy chạy vô trong mí bo ngồi bánh. Ôi trời ơi. Còn ai kia mình 14 thằng ý tôi. Ôi nhau. Ba thằng. Hay bánh ơi, hay bánh ơi, top 1 bánh ơi. Vô làm máu đi, vô làm máu đi. Ba máu rồi, nó không máu đâu. Ba Ca lút. Ôi, mày còn ba máu gì? À ba. Để Ba Ca cắn. Máu nhiều lắm mày. Mấy bình lắm. Chỗ em đẹp lắm bánh, chỗ em trong bo đẹp lắm. Bánh, chỗ em trong bo bánh, em cứ ngồi trong góc đi bánh. Mới ngồi góc. Ừ. Tao 20 bình nha. 20 bình cắn không nổi đâu, có con Ca cắn mới nổi. Mày phải chạy ra kia nữa, mày phải chạy ra mà. Mày chạy ra ngoài kia mày quấn kìa. Không được chạy ra đó bắn chết. Không được. Nó ngồi quấn xiên. Mày hiểu không? Bây giờ nó không biết mày đâu hết, mày hiểu không? Giờ mày cứ chạy. Từ từ chạy ra chết, chạy ra chết. Cho nó ngồi đi, cho nó ngồi đi. Ôi trời ơi, giờ chuyện kinh quá rồi. Có. Ba Ca ngồi đi. Không nổi. Không chạy được, không vô được. Không có keo, không có keo. Em lại ra em bắn chết hết tụi nó bây giờ. Góc bắn trong bờ kìa điêu. Tụi gắn to, Heavy Bang. Trời ơi. Nó biết em đây mà. Đâu ở đâu? Tụi gắn to Heavy Bang. Hay rồi. Mày hiểu không? Hồi nãy mà cái bo cái chiếc xe tao nữa nó mới đẹp. Chẳng qua tao nhịn chúng mày thôi, tao đang bắn chết hết chúng mày rồi. Chúng mày thôi. Ok thì thử thách của bọn mình tuy là nó không thực hiện được nhưng mà bọn mình đã cố gắng hết sức rồi. Anh em có hiểu, anh em cũng hay hiểu là như để tô cơm trước mặt mà anh em tới bụng này không được ăn gì đó. Nên mọi người hãy đặt ra những thử thách đơn giản hơn chứ mấy cái này chịu, thật sự là chịu. Bỏ tay. Chịu. Ok thì thử thách của bọn mình cũng tới đây thôi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Heavy Free Fire và kênh của tất cả bọn mình nữa nhé. Bye bye mọi người. Các bạn, cái tháo tiêu. Đúng rồi, nó tóc ta.